Hello, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhân Biển. Hiện tại là 2 giờ đêm các bạn. Mình đang có mặt tại Ron. Phía bên này là Bắc Cầu Ron các bạn này. Còn bên này là phía Cảnh Dương. Nhưng mà ban đêm 2 giờ đêm cho nó tối quá, cho nên không nhìn được tất cả toàn cảnh của Ron và Cảnh Dương các bạn. Anh em đang kéo neo để ra khơi các bạn. Hôm nay đi một là lưới cá trích, hai là lưới cá khoai. Và vừa kéo neo xong thì sẽ chạy ra cửa các bạn. Đang dòi thuyền để chạy ra lạch. Lạch này là kêu bằng lạch Cảnh Dương hoặc là Ron. Vì bên này là Cảnh Dương các bạn, bên này là Ron, đây là giữa dòng sông. Khi này thì có những thuyền ra khơi rồi. Bây giờ đến thuyền mình các bạn ơi. Hiện tại là 12 giờ đêm thôi. Bây giờ sẽ chạy ra đến điểm tầm 30 phút hoặc 1 tiếng là đến điểm bùa lưới thì mình sẽ quay nha các bạn. Do trời tối quá cho nên không thấy gì cả. Đây là lưới này. Ra tới nơi đấy các bạn ơi, đang dừng lại để nghe bồn đào nó chuyền. Đây là thuyền trưởng này. Sau khi nghe bồn đào nó truyền đam các bạn ơi, thì đánh có cá, thả một chèo xuống á, thăm dò có cá. Bây giờ anh em sẽ bật đèn lên, bật đèn ắc quy để cho nó sáng á, và mặc áo mưa bảo hộ vào để chuẩn bị thả lưới. Thả lưới thì hai người thôi các bạn, đang chuẩn bị đấy. Hiện tại là 5:15. Đang chuẩn bị để sắp xếp các bạn, chuẩn bị bùa. Rồi chuẩn bị thả các bạn ơi. Vất cờ này, còn hai người sẽ bùa lưới. Cờ này là có đinh giang các bạn, để các thuyền khác biết là thuyền mình bùa lưới chỗ nào để tránh. Đinh giang và đèn chớp. Rồi vất đi. Dạ mi các bạn ơi, bùa. Như vậy là lưới đã được bùa ra. Sau lưới tầm 20m á là sẽ vất cờ. Đang vất cờ các bạn này. Đấy. Bây giờ thì chỉ việc bùa thôi. Bùa cần hai người thôi các bạn. Lưới trích một lớp.
có pháo dừng các bạn, tầm 20 mét là có một cái pháo này để dừng. Pháo này dừng để cho lưới nó nổi. Mình muốn nó nổi chừng nào thì mình sẽ thâu lại và dừng nó ra. Công việc bùa thì chỉ vất lưới ra thôi. Các bạn hỏi lưới này bao nhiêu thì đây này, một ngón tay à, tầm một ngón tay các bạn xỏ vào được. Có một người này các bạn này, cầm đèn pin để soi soi lưới á, kia nó mắc chân vịt cho nên phải soi để báo cáo với thuyền trưởng lưới đi như thế nào. Gần hết lưới rồi các bạn, còn một pháo cuối cùng, pháo cơ thôi. Lưới thuyền mình đánh tầm chiều dài là 7 đến 8 tám số, chưa đến 1 lý, 15 tay các bạn. Này, đây là đá đây này. Rồi, như vậy là đã hết. Ngoài trên thuyền. Yummy các bạn. Mặt rất là nhỏ, mặt này tầm 10 phân này. Nhỏ lắm. Lưới một lớp các bạn. Đang buộc pháo vào để chuẩn bị thả cơ. Hai pháo rồi các bạn, một pháo đầu và một pháo cuối. Rồi, giờ mê rồi các bạn ơi. Bắt đầu sáng rồi kéo, ngấm khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng là sẽ kéo lưới lên. Ơ cá gì nè, nhỏ. Bây giờ múc nước để dồi thuyền các bạn, dồi sạch sẽ. Máy cũng đã tắt rồi, bây giờ chỉ việc ngồi chơi thôi. Tầm 1-2 tiếng sau anh em sẽ kéo lưới. Giờ ra nghe nói chuyện bảo đảm các bạn ơi, cả cái bồn đào liên lạc qua bảo đảm. Có thuyền đánh cá các bạn, kéo lưới lên đánh lại. Điểm này các bạn này, điểm đẹp. Giỏi quá. Chạy tóc vùng quang nó đánh đôi, đánh giá kiểu đó.
đánh ra xuống được đó, đánh ra xuống được đó, cái cô này đó mới xe bắn rồi chứ, cũng phải chạy ngoài đuổi lâu nhất rồi chứ. Rồi các bạn ơi, trời đã sáng rồi. Anh em thuyền mình mặc áo mưa để chuẩn bị kéo. Dạ mê các bạn ơi, đang kéo phao lên, chuẩn bị kéo lưới. Đây là phao đầu tiên. Đấu chưa? Ừ. Lúc bùa các bạn, bùa thì bùa xuống, bây giờ kéo lên thì phắn xuống hầm thôi. Phắn xuống hầm này. Một con, mà xưa con rấu. Chết, hai con. Dạ mì các bạn ơi, nóng đặc lại luôn. Trời chưa sáng hết cho nên ánh sáng nó chưa được tốt các bạn ơi, chưa được đẹp cho lắm. Kẻ con nào là gửi con đấy, khi nào mà cá quá nhiều á là tấp luôn. Nhét hai cái lô thì lại chứ. Những chú cá nhỏ xinh xắn các bạn. Cá trích. Cá trích đầu mùa này hiện tại rất là đắt, 1 cân 50 ngàn. Không biết chỗ các bạn giá bao nhiêu, nhưng ở chỗ mình là 1 cân 50 ngàn các bạn. Những ngày đầu mùa thôi, những ngày giữa mùa và cuối mùa thì nó sẽ rẻ, vì người đi nhiều nó rẻ. Bất đó đi tiến khởi chứ. Đang tiếp tục kéo các bạn. Cá này nó đóng từng bầy. Sau lại là có thuyền trưởng này. Thuyền trưởng nhìn lưới để rong thuyền cho anh em kéo. Cá đóng lai rai lắm các bạn ơi, mình chưa dày đến. Bây giờ kéo tập luôn, tập vất xuống dưới hầm, tí nữa chạy vào rồi bắt đầu gỡ các bạn. Dạ mi. Toàn cá trích thôi, không có quá gì khác. Đến nay có dính cá khoái nữa, nhưng mà cá khoái con nhỏ, từng ngày thì nó dính này. Thì con to là mà nó không mắc được. Ôi, quá dẻo hai. Lo các bạn ơi. Gắm đi. À, nó gắm được một cục à. Gắm lai rai quá. Khớp.
nhiều nó chạy làm các bạn ấy, kéo rất là nặng. Cứ ngoài các bạn, dưới đây 700-800 mét cho nên thấy cơ luôn, mặc dù con vẫn hơi xa. Ngoài kia là cơ đấy. Dưới 5 giờ chi các bạn này, nhưng mà nó đóng ít quá. Tầm 20 phút nữa là sẽ xong lưới. Ở bên này có một hòn đảo này. Cố lên anh em ơi, gần hết lưới rồi. Cá mà đóng như thế này thì là đủ dâu thôi. Cá đắt mà, cá thì đắt nhưng mà bắt thì ít. Năm bảy chục cân, cân 50 ngàn. Này mà gặp một tấn thì 50 triệu. Nhưng mà hiểm lắm các bạn ơi. Trong đoàn đi gần 20 chiếc, hầu như chiếc nào cũng như chiếc nào. Biển giả, cá khó tìm. Người nào may mắn thì gặp được cá thôi. Lâu lâu một con, đóng ít quá. Cá lưới khoai mà đóng như thế này thì gào luôn. Găm, được một cục. Cá nó găm từng lon các bạn. Cá nhìn thấy nóng dưới lưới, nó vẫn còn sống. Kéo lên một con nào tuột thì nó sẽ bơi về với thiên nhiên. Bịt lại. Mày qua đi không? Thuyền khác đi chứ. Những chú cá khoai các bạn, những chú cá tít, nó găm một cục không, nhưng mà ít quá. Thả đấy.
tí nữa gửi sau. Cơ đây các bạn ơi, tầm 20 mét nữa là sẽ đến cơ. Sau khi đến cơ thì anh em chúng tôi sẽ tập trung lại và gỡ cá. Cơ đã nằm ngay trước mặt thuyền của chúng tôi, chuẩn bị kéo cơ lên các bạn. Cắt chít. Cần 50.000 tìm không ra cá để đánh các bạn ấy. Rồi bây giờ đã đến cơ rồi, kéo cơ lên. Cơ xong thì con tầm khoảng 10-15 mét gì đấy. Pháo này là cuối cùng rồi các bạn. Rồi, như vậy là đã kết thúc một mẻ lưới cá trích. Bây giờ anh em soạn sửa để gỡ cá. Giờ nhặt cá vào dê các bạn ơi. Hai dê, một, hai. Nhặt những con cá nó rớt xuống đầu tiên ấy. Rồi đến tháo lưới gỡ cá. Anh em kéo xong bây giờ làm điều thuốc, ấm lòng chiến sĩ. Mình không có thuộc các bạn ấy. Rồi giờ tắt máy để gỡ cá phụ anh em này các bạn. Tháo quá gỡ thôi. Cái này kéo lưới lên để gỡ cá các bạn. Để gỡ sạch cá ở lưới rồi. Bây giờ hai người sẽ kéo lưới xuống hầm lại. Này mình có gỡ nên bẩn quá. Toàn bùn. Bây giờ chỉ việc kéo xuống thôi. Kéo xuống thì nhanh, tầm 5 phút là sẽ xong. Thuyền chuẩn bị vào bờ rồi các bạn này. Trời buổi sáng sương mù quá. Lại tiếp tục chấm thuốc. Tháo gần xong lưới rồi các bạn ơi. Đang chạy ngang gặp anh em Hà Tịnh đang đánh lưới khoai. Ui, cá này. Có cá đấy. Anh em Hà Tịnh toàn là có tơi các bạn. Tơi. Tơi này thì kéo êm nữa. Thuyền mình chạy vào để đưa cá đã. Rồi bắt đầu chạy ra đánh cá khoai tiếp. Gần bờ cho nên đưa cá vào các bạn. Bờ trong này. Vào cửa Cảnh Dương được các bạn. Bên này là trước mặt quý vị và các bạn là xã Cảnh Dương. Ở đây đang tổ chức một lễ hội cầu mùa, thường gọi là cầu ngư đầu năm mới đấy. Rất là đông và lớn của xã Cảnh Dương. Rất là nhiều người đang tập trung đến. Mình zoom tới cho các bạn xem. Rất là nhiều. Bây giờ thuyền chúng mình bắt đầu vào cửa các bạn.
giờ vào trong sóng rồi các bạn. Bên này là những thuyền câu của Cảnh Dương và giá cao rất là nhiều và đông đúc. Những thuyền này tầm ngày 19 âm lịch là sẽ ra khơi. Cảnh của làng Cảnh Dương này. Các bạn nhận ra thuyền của giờ, các bạn hãy bình luận ở dưới cho mình nhé. Còn phía bên tay phải của chúng mình đây là Ron các bạn. Bắc Cầu Ron. Bên này là chờ những thương lái sẽ xuống đây để mua cá. Đây, đây là một nhóm tụ tập này. Bên này một nhóm nữa là hai này. Cái sạt bên này thì quay cho đẹp. Vào bờ đây các bạn ơi, xúc cá để lên bán cho thương lái. Một catch. Cá này cân một chục chứ? Vâng ạ. 50.000 à? Cân 50.000 các bạn ơi. Đầu mùa rất là đắt. Đấy, một cân 50.000, thì nữa cân sẽ là được bao nhiêu cân nha? Tầm 3-40 cân gì đấy. Cá này mà tầm 1 tấn là gạo luôn các bạn ơi, gạo gắt luôn. 50 trái vào cười hà 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 hà. Với con sắm áo quần thoải mái lắm, đã lắm. Rồi dây tiếp theo còn nửa dây nữa. Anh đưa lên cho những thương lái. Tiếp vào khoái tiếp. Cũng bề thương. Ở đây là cả mà khó không đây. Cân cả bán này, 13 cân này, còn đây. 20. Rồi 20. Là 33 cân. Hai chưa bị chưa? Chưa bị đã. 22. 22 chưa bị còn 20. 22 chưa bị à? Còn 20. 22. 20. 22 còn 20. 20 chỉ 22 đâu ấy. Chưa. Hơn 21. Một. 21 đâu? 20 25. Ôi chết. 20 5. Đi 20 đi. Đây là 20 thì 20 cân 5. 20 cân 5 chị. Đây con 18. 18. 20 cân 5 con 18, 18 là 13. Là 31. Là 31. 31. Cân 50.000. Là triệu rưỡi hả? Cả 50 triệu rưỡi chứ. Thì 33 cân. 31 cân. 1 triệu 2 400.000. Ừ, 1 triệu 2 đúng. 400.000 trả 1 triệu 2 50.000 đâu. Nè nè, máy mắn nè. Đúng không? 2 cái máu này lấy câu. Tiền này các bạn. Tiền con của mình. Này, trả cho. Mới được 900. 1 triệu. 1 triệu. Không đây này, không. 2. Rồi, 50.000 rồi. Ok. Đây, cả 5 cân 50.000 các bạn thấy chưa? Rất là đắt. Để lại 3-4 cân để ăn nữa. Dằn nhau mua nữa. Cân 60. Chết. Mày mua 50 qua tay 60. Đó là cho kỹ sức anh á. Làm giàu không khó thật. Không tao bắn bắn khó lắm. Cái đá kiếm thêm gì? Rồi bắt đầu đưa cái bếp lấy đưa cái bếp lấy đưa cái bếp lấy mà chưa lừa con đấy này, đừng cầm đến đi, cái tám nó chưa bị nè, còn cái con tám nó chưa bị cái đỡ bè chi, thôi từng là miễn phí rồi, không trả tiền cho con chưa, chưa tám nó chưa đây chị, rồi tám luôn à, anh nói chưa bị nó mấy cái, trả tiền nhân ứng lấy cái mà chưa bị nè, chơi, đây 20.000 đây, đâu biết lấy mấy cái trả cho mấy chứ, tao nó bất dần đó, hơi nhiều đó anh em, tao ngăn đi cho ôm hụt nhẹ, lấy máu này, nhẹ đi chị. Đây các bạn thấy cá đắt chưa? Nhưng mà đánh cá ít quá. Được 31 cân. Bây giờ đến đây là kết thúc các bạn ơi. Hẹn gặp các bạn video sau. Các bạn cảm thấy hay là cho mình một like và một subscribe nhá. Ở đây con cá này này. Cá này để trong nhà ăn hay sao? Cá này không bán. Từng này được 7-8 cân.
Bye bye các bạn nhé. Hẹn gặp bạn video sau. Bye bye.